Ngày 26 tháng 7, Thánh Gioan Kỳ và Thánh Anna. Thánh Gioan Kỳ và Thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Các ngài đã dùng đời sống mình để tôn thờ Thiên Chúa và làm việc bất ai. Tuy vậy, các ngài cũng rất đau buồn vì suốt nhiều năm dài, các ngài vẫn không được phục sinh con. Thánh Anna đã nhiều năm cầu xin Thiên Chúa ban cho con một người con, và Thánh Nữ Loan hứa sẽ tận hiến đứa con này cho Thiên Chúa. Đến khi Thánh Anna đã già nua tuổi tác, Thiên Chúa mới nhận lời cầu xin của ngài, và Thiên Chúa đã ban cho Thánh Nữ một người con vượt xa hơn rất nhiều so với điều Thánh Nữ mong ước. Người con ấy chính là Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Người con thánh thiện hơn hết tất cả những người nữ này sẽ trở thành mẹ của Thiên Chúa. Thánh Anna đã yêu thương chăm sóc Đức Maria độ vài năm. Sau đó, ngài dâng Đức Maria vào đền Thánh Jerusalem để phục vụ Thiên Chúa. Như trước đây, ngài đã đoàn hứa với Thiên Chúa. Đức Maria đến sống tại đền Thánh Jerusalem. Thánh Gioan Kim và Thánh Anna tiếp tục cuộc sống cầu nguyện cho tới khi Chúa đem các ngài về trời. Các Kitô hữu vẫn luôn tôn kính Anna cách đặc biệt. Nhiều nguyện đường xinh đẹp đã được xây cất để tôn kính Thánh Nữ. Có lẽ nguyện đường nổi tiếng nhất là đền Thánh Annapolis ở Canada. Tại đây luôn luôn có những nhóm đông người đến cầu xin Thánh Nữ Anna giúp đỡ trong những cơn đau khổ. Thánh Gioan Kim và Thánh Anna là song thân Đức Mẹ và là ông bà ngoại của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy lại xin các ngài